Vào sáng ngày 20 tháng 12, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết ngừng bắn tại giải Gaza tiếp tục bị hoãn lại do các thành viên vẫn chưa đạt được thống nhất trong một số vấn đề. Dự kiến phiên bỏ phiếu sẽ được chuyển sang sáng ngày 21 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu vào tối ngày 19 tháng 12 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 20 tháng 12 theo giờ Việt Nam, về dự thảo nghị quyết yêu cầu thực hiện lệnh ngừng bắn mới ở giải Gaza, đồng thời cho phép các hoạt động viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở vùng lãnh thổ này. Dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất soạn thảo và đề xuất kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và bền vững nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc đã không tìm được tiếng nói chung. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của một trong 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.